Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình có đi chợ Lan và mua được một số là mầm phi điệp và dạ hạc. Anh em nào có nhu cầu sưu tầm thì comment bên dưới cho mình nhé. Bây hôm nay mình sẽ đo. Trong đây mình có đánh số thứ tự các hình rồi. Bạn nào mà lấy hình nào thì comment hình đó nhé. Đây mình đo chiều dài ạ. Đó. Hình số 1 này khoảng 50 cm. Hình số 2 này bốn mươi cm. Hình số 3 này cũng khoảng 45-46 cm. Hình số 4 này 36 cm, 37 cm. Hình số 5 43 cm. Hình số 6 là 48 cm. Hình số 7 là 40 cm này. Số 8 là 46 cm này. Số 9 là 35 cm này. Hình số 10 này 30 cm nhưng mà lại có hai mầm. Đấy, vừa rồi mình đo là từ hình số 1 đến hình số 10 là mình bán với giá là 200.000 một mầm. Riêng ba hình số 11, 12, 13 nó khoảng 25 cm. Hai mươi lăm tới 30 cm. Ba hình này nó nhỏ thì mình lấy với giá là 100.000. Còn riêng hình số 14, 15, 16 là ba hình đặc biệt. Hình số 14 này có hai mầm. Mầm nhỏ là 25. Mầm lớn là 40 cm này. Hình này là mình bán với giá là 250, hình 14. Hình 15 này 2 thân của nó đều 50 cm này, thân thứ nhất là 50 cm này. Thân thứ hai của nó là được 46 cm này. Cm. Hình số 15 là 300 nghìn nha các bạn. Hình riêng hình số 16 là gồm có 3 thân. À đây nữa này, mình hình số 15 là có một thân nhỏ nữa này, thân nhỏ là khoảng 19 20 cm. Đấy, 3 thân. Đấy cái hình này là mình bán 300 nghìn này. Hình số 16 là 3 thân
dài khoảng 35 cm này. Bạn nào có điều kiện thì lấy hẳn một bụi này này. Một bụi này của nó là 3 thân là mình bán là với giá là 450. Một bụi này. Hình số 16. Còn đây là mới mầm giả hạt phi đẹp này. Hàng đắc côi này. Hình số 17 này, 18 này, 19, 20. Đây mình đo cho các bạn xem. Hình số 17 này. Thân dài khoảng 50 cm này. Hình số 18 này. Thân nó khoảng 40 cm. Hình số 19 này, 50 cm này. Đó. Riêng cái hai cái hình số 17, 18 nó bị hơi bị héo lá nhưng mà không sao. Các bạn về cắt bỏ cái lá thối đi, lá héo đấy đi, thì là mình bán cho các bạn với giá là 100.000 một mầm hình 17 và 18. Nó còn rất nhiều thân già này, rất nhiều mắt ngủ, đoạn nó sẽ ra cái kỳ mới. Hình số 19 là mình bán với giá 200 này. Đấy, lá to. Đây, lá mình đo thử cái lá của nó. Đấy. Lá của nó dài tận 15 cm này. Hàng đắc côi đấy. Còn hình số 20 này, thân dài. Khoảng gần 70 cm này. Đó. Đấy. 65 cm. Thì mình mới bán với giá là 300.000 riêng hình số 20. Đấy, mình quay lại toàn bộ cho các bạn xem. Đây là nguyên một bụi luôn. To luôn. Đây là nhất điểm hồng. Đấy, anh em sưu tầm nhất điểm hồng mà mình bán với giá bụi to này là 30. Bụi nhỏ này mình lấy 15.000. Đấy, bụi nhỏ. Đây là quế này, hay còn gọi là giáng hương này. Bó này này. 2, 4, 6, 8. Khoảng chục mầm. Các bạn lấy thì mình lấy bó này là 120.000.
Bạn nào lấy thì mình để lại cho nhé. Thôi, chào tất cả các bạn nhé.